Thưa quý vị, thời gian gần đây thì người trẻ bắt đầu có xu hướng đến tham quan các không gian triển lãm nhiều hơn, đặc biệt là với những triển lãm tranh ảnh, hội họa. Có lẽ nhịp sống hiện đại cuốn xoay đã khiến nhiều người tìm được cảm giác chậm rãi khi đến với những không gian đậm chất nghệ thuật này. Việt Nam Ngày Mới sáng nay, mời quý vị cùng biên tập viên Phương Thảo đến với một triển lãm đang nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ, gặp gỡ khách mời là một họa sĩ đầy cá tính của hội họa Việt Nam. Phương Thảo xin chào quý vị khán giả của Việt Nam Ngày Mới. Quý vị thân mến, hiện tại thì Phương Thảo đang ở Siêu Art Station tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Thì ở đây đang diễn ra một triển lãm tranh rất là đặc biệt của họa sĩ Trần Trung Lĩnh với chủ đề đó là Van Gogh in Sài Gòn, thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới trẻ. Ngày hôm nay thì hãy cùng với Phương Thảo cùng xem tranh tại đây và gặp gỡ vị họa sĩ rất đặc biệt, anh Trần Trung Lĩnh nhé. Van Gogh có lẽ chẳng cần phải miêu tả quá nhiều về người họa sĩ tài ba là biểu tượng của hội họa phương Tây. Và cũng chẳng lời nào đủ để nói về Sài Gòn với đông đầy cảm xúc của những người đã chọn sống, gắn bó một quãng đời với nơi đây. Bằng những nét cọ của mình cùng phong cách pop art quen thuộc, họa sĩ Trần Trung Lĩnh đã đưa Van Gogh đến Sài Gòn, dạo chơi trên những con phố và gặp gỡ những con người. Mang lại có cảm giác như là Van Gogh đang thực sự ở Sài Gòn với những hình ảnh rất là gần gũi cho một cảm giác đậm nét Sài Gòn. Trước giờ em không có thuộc cái tiếp người mà dạng mà mình thưởng thức, nhưng mà khi mà vào đây rồi thì em thấy là mình nên xem xét cái việc sống chậm lại một xíu và mình nhìn xung quanh mình xem có những cái gì đó đặc biệt đó chị. Em thấy chú Lĩnh rất là hay vẽ lại màu sắc, em rất là thích là kiểu tái hiện lại Sài Gòn xưa. Nó rất là chân thực, lồng ghép vào những cái hình ảnh mà ví dụ như ngày Van Gogh đang ngồi kế bên hay là ngày Van Gogh đang selfie gì đấy, thì em cảm thấy một điều đó rất đặc biệt và nó thu hút em. Có hai tác phẩm sculpture và đặc biệt nhất chính là cái ghế. Cái ghế anh Lĩnh anh đặt tên hay, đặt tên rất là hay. Anh đặt tên là Wish You Were Here. Ước gì bạn ở đây. Và cái triển lãm này mình nói về Van Gogh, Van Gogh ở Sài Gòn, thì mình nghĩ là mình nói hơi hơi vậy là mọi người sẽ có thể hình dung được. Van Gogh in Sài Gòn như là một cuộc dạo chơi ở những góc rất đặc trưng của thành phố phương Nam. Từng bức tranh là từng câu chuyện, là từng tình cảm chắc chiêu sau gần 30 năm họa sĩ Trần Trung Lĩnh thở hơi thở của thành phố bằng tất cả sự chân thành, kính cẩn và cả sự hóa thân vào Van Gogh. Và xin được giới thiệu với tất cả quý vị khán giả của Việt Nam Ngày Mới, ngay bên cạnh Phương Thảo lúc này đó chính là họa sĩ Trần Trung Lĩnh, là tác giả của những bức tranh trong Van Gogh in Sài Gòn. Và tất nhiên rồi chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với anh ngay lúc này đây. Xin chào anh Lĩnh ạ. Chào quý vị khán giả của chương trình Đài Truyền hình Quốc hội. Chào Phương Thảo. Dạ. Cái điều đầu tiên thì có lẽ là Phương Thảo hỏi ngay là tại sao lại là Van Gogh và tại sao lại là Sài Gòn ạ? Thì ngay cả hai cái tên đó đã nói lên được cả một cái quá trình mình làm việc và mình làm để hoàn thành cái triển lãm này. Bởi vì mình là một người yêu Van Gogh và mình yêu Sài Gòn, cho nên là mình chọn hai cái đó combine lại để trở thành một cái triển lãm như thế này. Nãy giờ khi mà đến đây thì Phương Thảo thấy là có rất là nhiều các bạn trẻ đã đến xem triển lãm tranh của mình. Sự đón nhận của mọi người trong những ngày qua về triển lãm của mình nó có như những gì mà anh nghĩ đến và anh kỳ vọng không? Sau vài ngày thì mình nghĩ là nó vượt qua khỏi cái kỳ vọng của mình. Bởi vì mình chỉ nghĩ xưa giờ tranh mình thì cái lứa tuổi phải trung niên trở lên hay là gì đó. Thì mình rất là ngạc nhiên. Bên cạnh ngạc nhiên là mình rất là hãnh diện. Bởi vì đa số khách đến thưởng lãm là các bạn sinh viên cũng có. Kể cả các bạn nhỏ lớp 9, lớp 10. Là thì mình thấy nếu mà niềm đam mê hội họa, mỹ thuật mà nó được như vậy thì đó là thành công nhất của mình trong cái triển lãm này rồi. Dạ, có lẽ là nó cũng phần nào diễn tả được cái ý là nghệ thuật đại chúng đúng không anh? Chính xác là như vậy. Pop art nó nên dành cho giới trẻ trước và sau đó là những người mà có thể là thế hệ sau. Bởi vì pop nó là một cái đại diện cho cái thời đại mình đang sống và những gì đang diễn ra trước mắt mình. Thì cái lượng khán giả phải là những cái người đang sinh sống ở trong cái thời đại đó. Cái cách xem tranh của các bạn trẻ bây giờ thì cũng làm mình ngạc nhiên, bởi vì các bạn bây giờ là cái thời đại của thông tin và trước khi đến thì chắc chắn các bạn đã biết Van Gogh là ai và biết những cái bức tranh của Van Gogh,
Cho nên là mọi người sẽ chỉ coi về cái tinh thần của bức tranh, kỹ thuật và các thứ. Thì mình thấy là đó là một cái thay đổi rất là nhiều so với những cái 10 năm trước mình làm triển lãm. Khi mà tìm hiểu về anh Trần Trung Lĩnh thì Phương Thảo thấy là mọi người nói về anh rằng anh là một họa sĩ vẽ rất là nhanh, với những dòng cảm xúc tuôn chảy. Thì với triển lãm lần này thì sao ạ? Những bức tranh của Van Gogh in Sài Gòn thì anh đã vẽ trong thời gian bao nhiêu lâu và nó diễn ra như thế nào ạ? Khác với những họa sĩ khác, đời sống mình nó không phải là một đời sống chill, rồi nghe nhạc cổ điển, vẻ từ tốn và đắm chìm trong suy nghĩ. Mình là một cái người nghe nhạc rock, nhạc jazz và mình làm mọi thứ nó phải như một cơn bão. Vô tình điều này nó hợp với Van Gogh, bởi vì Van Gogh là một người đặt bút xuống là vẽ, đặt bút xuống là vẽ. Bản thân trong lúc cọ mình đáp xuống mặt toan thì đã có cái suy nghĩ của mình rồi. Cho nên là mình cứ thế để cho nó cứ như dòng nước nó chảy như thế. Cho nên mình chỉ cần có khoảng chừng gần 4 tháng là mình đã xong cái loạt tranh này. Dạ, 14 bức trong 4 tháng. Trong gần 4 tháng. Dạ. Có một điều rất là thú vị nữa là ngoài 14 bức tranh thì nó có hai Phương Thảo cũng không biết là dùng nó từ gì để diễn tả, nhưng mà nó là một chiếc ghế và một đôi giày, và anh đặt một cái tên nó cũng khá là đặc biệt. Đôi giày thì là đôi giày của tôi nhưng mà là tâm hồn của anh ấy, đúng không? Còn cái ghế thì là ước gì anh ở đây. Anh có thể chia sẻ một chút về những điều đặc biệt này được không ạ? Mình có thể tạm gọi hai cái tác phẩm đó là điêu khắc được. Thì điêu khắc nhiều mặt mà. Cái ý tưởng xuất hiện cái ghế và đôi giày thì trong quá trình vẽ cái series này thì mình mới nghĩ tới chuyện đó. Tại vì thì cả 3 tháng trời hơn đắm chìm ở trong ổng thì mình cũng phải có rất là nhiều thứ tình cảm mà khó nói lắm. Thì nghe cái tựa mình đã biết cái ý đồ rồi. Vì nếu mà bắt họa sĩ để giải bày cái tình cảm tại sao họa sĩ làm như vậy thì nó hình như mình chưa làm được điều đó. Cho nên là đa số họa sĩ thì sẽ phơi bày mình bằng tranh hoặc là tác phẩm của mình. Cho nên mình nghĩ chắc là mọi người xem, mọi người sẽ thấy. Dạ. Yeah. Và cũng hy vọng là mọi người sẽ dừng chân và nhìn ngắm và sẽ nghĩ đến những cái tâm tư mà anh gửi gắm vào đó, đúng không ạ? Như anh có chia sẻ thì 10 năm rồi anh mới làm triển lãm lại. Nhưng mà năm nay thì anh lại làm không phải một triển lãm mà sẽ còn nữa. Thì chính xác là 12 năm. Thì mọi người nghe một năm có 4 triển lãm nghe có vẻ là chắc là không tin đâu. Nhưng mà tất cả những thứ đó mình đã chuẩn bị suốt một cái thời gian dài rồi. Không hiểu sao mình nghĩ năm nay năm tốt. Dạ. Đùa, nhưng mà năm nay là năm mình thấy là cái hội họa mỹ thuật có một cái sự tiến triển rất là mạnh mẽ. Thì cho nên mình quyết định năm nay mình cũng sẽ phơi bày tất cả những gì mà mình đã chuẩn bị trong vòng một khoảng thời gian dài như vậy ra. Dạ, chúc cho những triển lãm sau của anh thì cũng sẽ gặt hái được nhiều thành công như những gì mà Van Gogh in Sài Gòn đang làm được. Và đặc biệt chúc anh nhiều sức khỏe, sẽ luôn luôn hạnh phúc trong thế giới hội họa của mình ạ. Cảm ơn quý vị khán giả của Đài Truyền hình Quốc hội. Cảm ơn Phương Thảo. Dạ. Và thưa quý vị, đến đây thì cuộc trò chuyện và gặp gỡ của Phương Thảo cùng với họa sĩ Trần Trung Lĩnh thì cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị có thời gian, hãy thử ghé qua đây nhé. Xin chào tạm biệt ạ.